Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một chủ đề vô cùng thú vị, đó chính là lựa chọn từng loại sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da mặt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Như kiểu anh đã chia sẻ đúng không? Rửa mặt là một trong những bước vô cùng quan trọng không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày được. Ở sau một ngày dài làm việc thì khi chúng ta cần tẩy trang này thì rửa mặt cũng là một bước vô cùng quan trọng. Nếu như chỉ rửa mặt với nước không thôi, nó sẽ không lấy đi hết được những cặn bã bụi bẩn trên da của chúng ta và tận sâu bên trong lỗ chân lông cơ như vậy nghĩa là chúng ta sẽ có nguy cơ hình thành mụn trên da mặt này cũng như là việc đối với những bạn da dầu nếu như không làm sạch da mặt với bước rửa mặt này thì lỗ chân lông của họ sẽ bị bít tắc kín và từ đó thì hình thành nguy cơ mụn ẩn rồi là mụn đầu đen còn đối với những bạn da khô nếu như không làm sạch sạch da ấy thì da của họ cũng sẽ có nguy cơ mụn và thậm chí là da của họ còn gặp nhiều vấn đề hơn cả vậy và kể cả dù là loại da nào chúng ta cũng cần phải lựa chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da của mình đúng không như kiểu anh đã chia sẻ ở trong rất nhiều video trước, đó chính là độ ẩm và độ pH là hai cái tiêu chí vô cùng quan trọng trên da mặt của chúng ta, cũng như là để cho chúng ta lựa chọn sữa rửa mặt. Và thang đo độ pH sẽ là từ 1 cho đến là 14 và cái độ pH lý tưởng trên da mặt của chúng ta sẽ là từ 4.5 cho đến là 5.5. Và nếu như chọn sữa rửa mặt thì chúng ta cũng cần phải chọn loại sữa rửa mặt không làm khô da, cũng như là cung cấp ẩm cho da đúng không? Và kiểu anh cũng còn nói rồi bốn tiêu chí để chúng ta lựa chọn một sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp với da của mình. Đầu tiên, đó chính là khả năng làm sạch da. Đây chắc chắn là một trong những tiêu chí đầu tiên để chúng ta lựa chọn sữa rửa mặt rồi. Thứ hai, đó chính là không làm khô da, cung cấp độ ẩm. Đây là tiêu chí thứ hai và quan trọng để chúng ta chọn sữa rửa mặt để không gây khô da, uhm, cũng như là khiến cho da của chúng ta sẽ không bị nứt nẻ chỉ vì sử dụng sữa rửa mặt thôi đâu. Tiêu chí thứ ba, đó chính là không gây kích ứng da cũng như là không làm bào mòn da chắc chắn rồi nếu là oanh cũng oanh cũng sẽ là ông dựa vào những cái tiêu chí này để chọn sữa rửa mặt thứ tư cũng là điều cuối cùng đó chính là khả năng cân bằng độ ph cũng như là hỗ trợ điều trị được các vấn đề về da Chắc chắn rồi, đây sẽ là một trong những cái tiêu chí cuối cùng để các chị em phụ nữ lựa chọn sữa rửa mặt đúng không? Một sản phẩm sữa rửa mặt tuyệt vời đó chính là không gây mất cân bằng độ pH của chúng ta, không làm tăng tính kiềm trên da mặt, cũng như là việc một sản phẩm sữa rửa mặt tuyệt vời phải hỗ trợ điều trị được các vấn đề về da mặt của chúng ta như là mụn trứng cá, mụn ẩn hay là mụn bọc. Và với bốn tiêu chí như vậy thì vô cùng tuyệt vời rồi tuy nhiên thì với từng loại da như da dầu, da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm thì phải chọn loại sữa rửa mặt như thế nào và hiểu được điều này thì trong video ngày hôm nay anh sẽ quyết định phân loại từng sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da đến cho các bạn và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về da dầu trước nhé. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu qua một chút khái niệm về da dầu. Ừ, như các bạn đã biết đúng không? Đối với những người da dầu đó chính là lượng bã nhờn trên da mặt của họ tiết ra rất là nhiều, từ đó gây ra tình trạng da mặt của họ bóng nhờn do dầu này. và những đặc điểm để nhận biết đó chính là với người da dầu thì lỗ chân lông của họ khá là to cũng như là việc trên bề mặt của họ thì sẽ xuất hiện khá là nhiều dầu và với việc da dầu và tiết ra quá nhiều dầu như vậy thì chắc chắn sẽ tiềm ẩn nguy cơ về mụn cũng như là việc là lỗ chân lông của họ bị bít tắc rất là nhiều và từ đó thì da mặt của họ không được làm sạch rồi Đối với các bạn mà có làn da dầu thì chăm sóc da vô cùng là quan trọng nhé Bên cạnh việc tẩy trang sau một ngày dài này Hay là sử dụng các loại kem toner, sữa rửa mặt Hay là mặt nạ để hạn chế kiềm dầu tiết ra da, da mặt cũng rất là vô cùng quan trọng và việc chọn sữa rửa mặt cũng như là sử dụng loại sữa rửa mặt nào để rất là vô cùng quan trọng luôn. Bởi vì chúng ta cần phải chọn được loại sữa rửa mặt để kiềm lại lượng dầu trên da mặt của chúng ta này, cũng như là làm sạch sâu từ đó ngăn chặn tình trạng là dầu bít tắc lỗ chân lông và từ đó gây ra tình trạng mụn. Và trong ba loại mỹ phẩm hiện tại Oanh đang có đây thì sản phẩm sữa rửa mặt trà xanh sẽ là một trong những sản phẩm tuyệt vời, một trong những lựa chọn tuyệt vời dành cho những bạn bị da dầu. Tại sao? Vì Kiều Anh đã có chia sẻ rồi. Sữa rửa mặt trà xanh này có khả năng kháng khuẩn, làm sạch sâu. Và đối với những bạn bị da dầu thì sữa rửa mặt trà xanh có khả năng chống oxy hóa này cũng như là kiểm soát lượng dầu vô cùng tốt. Với sản phẩm sữa rửa mặt trà xanh Green Tea A này thì những bạn da dầu nên sử dụng bởi vì khi sử dụng thì lỗ chân lông của chúng ta sẽ được làm sạch sâu và cái sản phẩm này thì như Oanh có chia sẻ rồi đúng không? Nó kiềm dầu rất là tốt cũng như là hạn chế lượng bã dầu tiết ra trên gương mặt của chúng ta này. Và quan trọng với những bạn da dầu khi sử dụng sản phẩm này thì sữa rửa mặt Green Tea này nó sẽ góp phần là giúp xe khít lỗ chân lông trên gương mặt của chúng ta. Và đồng thời từ đó thì sẽ giúp cho các bước dưỡng sau đó của chúng ta được tốt hơn. Và quan trọng đây là một trong những sản phẩm không gây mất ẩm trên da của bạn và cũng như không gây khô da. Và quan trọng là nó cân bằng độ pH rất tốt đây chính là một cái ưu điểm của dòng sản phẩm mỹ phẩm đến từ hãng amusic bởi vì nó vô cùng an toàn với da mặt uh, an toàn với người sử dụng cũng như là thân thiện với môi trường thứ hai tiếp theo đó sẽ là những bạn da khô ừ. Da khô này khi nói đến thì chắc hẳn là mọi người đều quen thuộc rồi đúng không? Và bản thân Oanh cũng là một người mà da rất là khô ờ, Không chỉ trong mùa đông đâu mà ngay cả mùa hè khi chúng ta make up Hay là chúng ta sử dụng một sản phẩm nào đó trên da mặt như là trang điểm ấy Thì chúng ta sẽ thấy là da của chúng ta sẽ rất là khô Bên cạnh đó thì sẽ có rất nhiều bạn giống như Oanh ấy Là có những cái lớp mốc và bong chóc vảy ở trên da như thế này Nếu như chúng ta không sử dụng tẩy da chết thường xuyên Cũng như là không chăm sóc da thường xuyên Thì việc này rất dễ xảy ra và vậy đặc điểm của những người da khô là gì? Đó chính là da khô, chính là da không giữ được nước Và khi chúng ta sử dụng bất cứ một loại mỹ phẩm nào Thì cái đặc điểm này nó sẽ hiện rõ lên hơn Và quan trọng đối với những bạn da khô thì sẽ da rất là mỏng Cũng như là hiện những cái đốm đỏ, những cái mạch máu ở trên da Và điều này đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải chọn một sản phẩm sữa rửa mặt phù hợp Và cũng như là việc là chọn loại sữa rửa mặt thiên về độ ẩm cao hơn bởi vì như thế nó sẽ cung cấp độ ẩm cho da và quan trọng là cân bằng độ pH không gây tăng tính kiểm và Kiều Anh đã chọn cũng như là tham khảo và dòng sản phẩm phù hợp với những bạn mà da khô đó chính là dòng sản phẩm sữa rửa mặt mầm gạo đến từ Hàn Quốc này Tại sao ư? Tại vì trong sản phẩm sữa rửa mặt mầm gạo này cấp ẩm rất là tốt cũng như là cân bằng độ pH cho chúng ta vô cùng tuyệt vời Điểm dễ nhận thấy đầu tiên khi chúng ta sử dụng sản phẩm sữa rửa, rửa mặt mầm gạo đến từ hãng Amusic này đó chính là khi chúng ta sử dụng này, sau khi rửa mặt xong da của các bạn sẽ không bị khô căng rít khó chịu. Điểm thứ hai đó chính là cái lượng pH trên da của chúng ta vẫn được cân bằng từ độ 4.5 đến 5.5 mà không bị tăng về tính kiềm quá nhiều. Và cuối cùng đó chính là khi chúng ta sử dụng sản phẩm này cấp ẩm vô cùng tốt, nghĩa là giữ được độ ẩm trên da của chúng ta, khiến cho các bước dưỡng ẩm sau đó nó được hấp thu tốt hơn. Và quan trọng sản phẩm này thì không tẩy rửa không bào mòn quá mạnh nên là sẽ không gây mỏng da cho những bạn da khô và sẽ giúp cho da của các bạn luôn luôn giữ được trạng thái căng bóng mịn màng. Và nếu như các bạn sử dụng trong một thời gian dài chúng ta sẽ thấy sự cải tiến rõ ràng trên làn da của mình thứ ba đó chính là đối với những bạn da hỗn hợp da nhạy cảm Ừ, nghe thì có vẻ là khá rắc rối đúng không? Nhưng mà theo anh thấy thì với làn da này thì cách xử lý có vẻ dễ dàng hơn một chút rồi, bởi vì là không bị thiên về dầu quá nhiều hay là khô quá nhiều. Đối với những bạn da mà nhạy cảm thì chắc chắn là nếu như chúng ta sử dụng bất cứ sản phẩm nào rất dễ bị kích ứng lên da mặt rồi đúng không? Tuy nhiên thì với sản phẩm với những bạn mà da bị hỗn hợp này, da hỗn hợp da nhạy cảm này thì anh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt nha đam này bởi vì chúng ta đều biết nha đam hay còn gọi là lô hội vốn đã được xem như là một trong những cái phương pháp làm đẹp cực kỳ cực kỳ lành tính rồi đúng không? Nếu như nhiều bạn chọn cách là sử dụng đắp mặt nạ nha đam lên trực tiếp gương mặt của chúng ta để hỗ trợ làm sạch cũng như là cấp ẩm cho da thì phương pháp này nó sẽ rất dễ gây kích ứng bởi vì nhựa ở trên cái nha đam chưa được làm sạch với sản phẩm sữa rửa mặt nha đam đến từ Amusix này thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi vì nó không gây kích ứng không gây khô da và quan trọng nó sẽ cân bằng độ ẩm cân bằng độ pH trên da của chúng ta đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời dành cho những bạn da hỗn hợp và da nhạy cảm và quan trọng hơn là khi chúng ta sử dụng thì độ ẩm cũng như cái lớp skin barrier hay còn gọi là cái lớp bảo vệ trên da mặt của chúng ta sẽ được bảo vệ tốt hơn và khiến cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn. Với ba sản phẩm sữa rửa mặt mà anh vừa chia sẻ cho từng loại da ở đây thì hẳn rằng các bạn đã biết cách chọn từng loại phù hợp với da mình đúng không? Tuy nhiên thì một vài điểm lưu ý Oanh cũng cần phải nhắc lại đó chính là khi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt nếu muốn tốt nhất các bạn hãy áp dụng theo công thức đó chính là nóng trước lạnh sau. Ở chúng ta làm ướt mặt với nước ấm từ 30 đến 40 độ C, sau đó thì rửa lại mặt với nước lạnh. Với cách này thì nó sẽ giúp lỗ chân lông của chúng ta được làm sạch sâu hơn cũng như là hỗ trợ xe khít lỗ chân lông tốt hơn. Và thời điểm tốt nhất chúng ta sử dụng sữa rửa mặt đó chính là buổi sáng và buổi tối, ngày chỉ nên hai lần thôi các bạn nhé và điều quan trọng cuối cùng là dù da bạn có như thế nào có khỏe hay không khỏe à, chúng ta có sử dụng loại sữa rửa mặt tốt như thế nào đi chăng nữa thì sau khi sử dụng sữa rửa mặt xong một bước vô cùng quan trọng đó chính là đắp mặt nạ và sử dụng toner đây là bước không thể thiếu để bảo vệ da mặt cũng như khiến cho da của bạn khỏe hơn và các bạn có thể mua sản phẩm này tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ bởi siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí chất lượng là uy tín cam kết mang đến cho các bạn những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này và quan trọng hơn là khi nhận sản phẩm chúng ta được phép kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Cuối cùng đó chính là các bạn được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Nếu như khi nhận hàng chúng ta thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và anh sẽ gợi ý một trong ba phương thức để mua hàng tại đây. Phương thức thứ nhất đó là các bạn hãy gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn đặt hàng. Phương thức thứ hai đó chính là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả dưới video này để truy cập vào website Shop 24 h com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho các sản phẩm mặt nạ, các sản phẩm sữa rửa mặt đến từ hãng Amusix của Hàn Quốc. Và quan trọng là chúng ta có thể gặp nhau, trao đổi các thông tin kiến thức làm đẹp đúng không ạ? Và hy vọng với những thông tin cũng như là những kiến thức mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn đã biết cách chọn từng loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da của mình. Chúc các bạn có một làn da khỏe mạnh, luôn giữ được nụ cười trên môi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye. Các bạn còn muốn tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm sữa rửa mặt đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào các video phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về các sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.